Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển đến khu vực cuối cùng trong quận Phú Nhuận, đó chính là khu vực giáp quận 3. Một trong những lợi thế khi mà sống tại quận Phú Nhuận là rất gần với hai quận trung tâm, quận 1 và quận 3 đó. Chỗ giáp với quận 1 có bờ kè và chỗ giáp quận 3 cũng có bờ kè luôn. Muốn ra trung tâm chơi thì có rất là nhiều đường. Vậy thì giá cả thuê nhà tại đây ra sao hả? Khu vực quận Phú Nhuận giáp với quận 3 bao gồm các phường như là phường 11, phường 12, phường 15, phường 17 qua đường Nguyễn Văn Trỗi và Lê Văn Sĩ. Từ đây có thể đi đến rất gần ga Sài Gòn, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, chợ Nguyễn Văn Trỗi vân vân phía quận 3. Tuy nhiên thì đường Nguyễn Văn Trỗi có lưu lượng xe rất đông vì đây là đường duy nhất từ trung tâm đến sân bay. Xoay quanh đường này rất nhiều đường lớn nhỏ và rất nhiều tiện ích cho đời sống. Và vì là giáp quận 3 nên giá thuê nhà của khu vực này cũng thuộc dạng cao nhất quận. Theo như dữ liệu tin đăng trên bấtđộngsản.com.vn thì căn hộ dịch vụ và phòng trọ tại đây có giá thuê tương tự khu vực giáp với quận Tân Bình và Gò Vấp. Giá thuê phổ biến từ 4 tới 7 triệu đồng một tháng, có những căn hộ dịch vụ cao cấp đầy đủ nội thất, có máy giặt sấy riêng, giá từ 8 tới 10 triệu đồng một tháng. Tại đây thì chỉ có chung cư The Greens Residence ở mặt tiền đường Nguyễn Văn Trỗi, giá thuê cao từ 15 tới 20 triệu một tháng cho căn 2 phòng ngủ, 14 triệu một tháng cho căn 1 phòng ngủ, đủ tiện ích như là hồ bơi, gym, nhà hàng vân vân. Nhà riêng tại đây giá thuê có thể nói là cao nhất quận, thấp nhất là 15 triệu một tháng cho một căn 1 trệt, 1 lầu nhưng số lượng cũng ít. Theo như bấtđộngsản.com.vn nhận định thì khu vực này không chỉ thuận tiện cho những ai học làm việc tại Phú Nhuận mà còn phù hợp với các bạn làm việc tại quận 3, quận 1, sân bay muốn thuê nhà giá rẻ hơn một chút. Các sinh viên Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cũng có thể cân nhắc sang đây thuê trọ vì giá sẽ rẻ hơn quận 3. Hồi xưa thì mình cũng sống tại khu vực này nên mình đánh giá rất là cao môi trường sống quanh đây ha. Ở đây thì có rất nhiều tiện ích, có chợ, siêu thị và hàng chục shop thời trang, tha hồ mà shopping, và có cả một bờ kè lộng gió, tối mà tập thể dục thì rất là mát nha. Vậy thì mình cũng đã đi hết quận Phú Nhuận để xem đặc điểm của từng khu vực và giá cả thuê nhà tại đây. Và sau đây là những lời khuyên của bấtđộngsản.com.vn dành cho những ai mong muốn thuê nhà tại quận Phú Nhuận. Tóm lại thì bạn cũng không cần mất quá nhiều chi phí để sinh sống tại quận sát nhà giàu là quận Phú Nhuận nếu như bạn chọn loại hình là phòng trọ giá rẻ hay là ký túc xá. Còn đối với loại hình là chung cư thì giá không hề rẻ là đúng rồi ha. Phải chi ít nhất một người từ 8 triệu đồng một tháng và ở ghép mới đủ chi phí. Ở một mình thì sẽ từ 10 tới 14 triệu đồng. Nhưng để đổi lấy được một môi trường sống thuận tiện và tiện nghi thì cũng đáng mà đúng không? Mong rằng bấtđộngsản.com.vn đã cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản để có thể lựa chọn cho mình một tổ ấm tại đây. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá thuê nhà của các loại hình trong khu vực, hãy truy cập vào website bấtđộngsản.com.vn. Hãy cho chúng tôi biết về những ý kiến của bạn qua phần bình luận ở bên dưới. Đội ngũ bấtđộngsản.com.vn sẽ tiếp tục đánh giá các thị trường khác trong cả nước. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.